kẻ thù lớn nhất trong hôn nhân đó là cái tôi. Cái tôi mà đi dấu huyền thành tồi, đi dấu nặng là thành tội. Đa số các cuộc hôn nhân họ chia tay không phải vì họ hết yêu đâu, mà đơn giản vì cái tôi quá cao. Để học cách làm vợ ấy là phải biết cúi đầu cơ. Các bạn có biết về cây lúa không? Bông lúa ngẩng đầu là bông lúa gì ạ? Lép. Lép thì làm gì có giá trị? Lép nó có hai giai đoạn. Một là lép bền vững, có nghĩa là cả đời nó không bao giờ tạo thành hạt. Hai là lép trong quá trình sinh trưởng và phát triển, nó theo giai đoạn, nó chưa đủ độ chín. Thì chúng ta hầu hết cũng nằm trong số đó. Thì các bạn biết là nếu như lép bền vững cứ ngồi đó thì thật sự là trời cũng thiêu đốt mà. Nhưng nếu như bông lúa cúi đầu là bông lúa gì ạ? Nặng hạt, tinh chất, giá trị. Nếu như nó đã cúi đầu ấy, nó đã chịu hạt ấy, mà nói nó là mày là bông lúa lép thì nó có lép được không? No. Nhưng nếu ngẩng lên mà nhận mình là căng, có căng được không? Cho nên chúng ta cần phải đi cãi nhau với người ấy. 1+1=3 không? Các bạn hiểu điều này không? Nên trong hôn nhân chỉ đúng không cần phải tranh cãi, mà sai thì không đủ tư cách thanh minh. Nên cuối cùng vẫn là cúi đầu. Hôn nhân là như vậy. Các bạn hiểu điều này không ạ? Có một cái sự thật rất là vớ vẩn ở chỗ nào? Chúng ta cứ đi tranh giành đúng sai với người mà chúng ta hết lòng yêu thương đó. Tại sao chúng ta phải thanh minh? Thanh minh để được cái gì ạ? Để chứng minh bạn đúng, để chứng minh bạn giỏi hơn người đó à? Phụ nữ là mắc phải cái tội như này. Ở ngoài kia người ta nói mình thế nào không quan trọng, nhưng về nhà chồng mình phải nói mình đúng. Ở ngoài kia người ta phán xét là không quan trọng, nhưng mà chồng mở mồm phán xét mình là cãi nhau ngay. Tại giỏi ra ngoài kia mà cãi nhau xong mà kiếm được tiền về thì ngon. Cãi nhau xong mà kiếm được tiền về thì tốt quá.